Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có một mẫu xe đạp địa hình 9X XJMX1, một dòng xe đạp thương hiệu Ý và sử dụng bộ chuyển động Shimano Tut, đùi đĩa trục rỗng, vành bánh 26 inch, giảm xóc hơi. Đấy, và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 7 triệu rưỡi, đổi lại một cái option rất là ngon. Còn là trong cái tầm giá khoảng 7 triệu thì đây là một chiếc xe sở hữu bộ cấu hình đúng không ạ? ngon nhất phân khúc rồi. Sử dụng đề Atwood 9 lít, 3 đĩa, đùi trục rỗng Shimano, khung nhôm thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, thương hiệu 9X của Ý. Đây, 9X design in Italy đây, thiết kế theo công nghệ của Ý đấy. Khung nhôm sử dụng nhôm là 6001, nhôm là rất bền, chịu cường độ cao, chống bào mòn tốt. Tổng thể xe thì còn rất là mới các bác nhé, hầu như là trên khung xe là không có vết xước nhỏ nào đáng kể cả, sơn xi thì còn rất là bóng bẩy. Sử dụng bộ nước sơn sơn xám đen nhám và có nhũ, rất là đẹp, phối với màu đỏ đó. Nhìn chiếc xe rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Dây thì chạy toàn bộ âm sườn. Yên 9X này, yên còn rất là mới đẹp này. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản nguyên chiếc hết các bác nhá. Vân lốp cực kỳ là mới. Eurovatec. Phần ghi đông thì xe được sử dụng bộ tay bấm xả Atwood này, phanh dầu Shimano. Bên này có khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái luôn. Bắt chưa chặt, khó bấm. Đặt giảm xóc hơi. Giảm xóc này là nguyên zin theo hãng các bác nhé. Nguyên zin theo nhà sản xuất này. Giảm xóc hơi đây, chỗ bơm hơi này. Bơm hơi vào đây. Rất là êm, giảm xóc hơi này êm hơn giảm xóc dầu. Trước 26 inch. Bánh 26 inch, mà vô trước cũng Lovatec luôn. Lốp này, Backrat bit này. Là lốp zin của xe các bác này. Còn rất là mới. Xe này phải nói là rất ít sử dụng, cái độ mới rất là tốt. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đây, đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm, thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì có là 7 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.